Wow, hình ra các bạn ấy ở đây nè các bạn ơi. Rất là nhiều chú chó cứu hộ nha. Win. Wow. Wow, ở đây rất nhiều đồ chơi này các bạn ơi. Mình nhìn thấy một chú chó Rookie ở đây rồi. Wow, anh bạn chú chó cứu hộ ở đây nè các bạn ơi. Anh Rookie rất là đẹp trai nha các bạn nha. Đó, xinh trai chưa? Đấy, anh Rookie làm lính cứu hỏa đấy các bạn ơi. Đấy, nè. Anh mặc bộ quần áo lính cứu hỏa màu đỏ này. Rất là nổi với cái da trắng của anh bạn ấy nha. Nhìn đốm đốm rất là xinh nha. Anh bạn lên xe. Rồi, chúng ta sẽ tìm tiếp nha. Trong đống này còn bạn nào không nhá? Đây là một anh bạn người nhện này các bạn ơi. Wow. Ở đây có một cái nút cạp này. Wow. Các bạn nhìn này, ơi anh bạn ấy bò. Anh bò hay chưa các bạn ơi? Wow. Ui. Ôi các bạn nhìn này. Ui. Trông đẻo chưa các bạn ơi? Anh bạn định bắn chim à? Không được bắn chim nhá. Nhìn rất là dễ thương nhá. Lần đầu tiên mình thấy anh người nhận cầm súng luôn ấy. Anh không bắn tơ mà anh bắn súng các bạn ạ. Hay chưa? Ở đây có một cái xe cảnh sát này các bạn này. Màu xanh lá nha. Nào, ra đây nè. Rất là đẹp này các bạn ơi. Nè. Ngầu chưa? Win. Wow. Hay chưa các bạn ơi. Nhưng mà mình cảm thấy cái xe này rất là rỗng nha. Không chắc chắn cho lắm các bạn ạ. Anh bạn đi bắt phượng phạm nhá. Win. Rồi. Tiếp theo là anh bạn xe tăng này các bạn này. Anh bạn xe tăng đấy. Mình bóc cái túi ra cho các bạn xem nhá. Nè. Anh bạn xe tăng màu xanh dương này. Có bánh xích nha. Anh chạy bằng xích nha các bạn ạ. Thế anh bạn này không phải chạy như cái bánh xe bình thường của chúng ta hay nhìn đâu. Các bác là vào bơm xe gặp anh này chỉ có chết đói rồi. Nè. Anh này lâu lâu rồi chưa có làm gì không sáng điện. Rin. Rồi. Ở đây có một anh bạn xe xúc này các bạn này. Excavator này. Wow, đẹp chưa? Chúng ta cùng bóc ra xem nhá. Các bạn xe xúc này trông nhỏ nhỏ xinh xinh các bạn nhỉ. Ui. Đấy. Đó. Các bạn nhìn chưa anh bạn xe xúc này. Đấy. Nguyên một khối màu cam nhá. Đẹp chưa? Đấy. Để mình test thử cái gầu xúc của anh bạn nhá. Wow. Anh bạn xúc rất là mượt nha các bạn nhá. Đó. Anh có cái cần ở đây này. Đó, chúng ta có thể điều khiển ở đây này. Đấy. Đấy, anh mổ cát này. Mổ như là mấy con gà mổ thóc ấy các bạn ơi. Ở đây cũng có thóc này các bạn này. Nè, hay chưa? Zin. Hay chưa? Có anh bạn người ngồi lái này. Rất là an toàn nhá. Ngồi lái vẫn đầy đội nón bảo hiểm này. Hay chưa? Zin. Wow. Của anh bạn xe gì trông rất là bự, rất là ngầu thế này. Mình mở xem nào. Anh bạn xe chở xăng nha các bạn nhá. Đó, có cái cảnh báo này. Đó, cảnh báo nguy hiểm đấy các bạn ạ. Anh này, anh bạn chở xăng này cấm lửa các bạn nhá. Không được dùng lửa đấy mà đi gần với anh bạn này nhá. Rất là nguy hiểm các bạn nhá. Anh bạn này có cái bánh to chưa? Wow. Anh bạn này chở xăng lên miền núi rồi. Có cái bánh to thế này để leo núi các bạn ạ. Win. Đó, hay chưa? Rất là xịn sò nhá. Hey. Các bạn ơi. Các bạn đã nhìn cái máy bay chở người là màu hồng chưa? Màu hồng này các bạn này, nhìn dễ thương chưa? Không biết có hãng máy bay nào có máy bay màu hồng không nhỉ?
trông xinh 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 kia. Win 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 win. Có máy bay này đi chở hành khách các bạn ơi. Win. Hay chưa các bạn ơi. Lại một phương tiện chở hành khách nữa này các bạn này. Đó. Đây là xe buýt nha. Anh xe buýt à? Đây là anh xe buýt điện. Đó, ở Việt Nam mình bây giờ không còn nữa rồi. Chỉ ở bên nước ngoài thôi. Đó, cái này sẽ cắm ở dây điện bên trên này. Đó, đi dín. Hay chưa các bạn ơi? Đó. Nè. Dín. Hay chưa? Wow. Đây có anh sư tử này. Ở đây là anh gì nhỉ? Anh lợn rừng các bạn ạ. Wow. Anh lợn rừng. Đây có cái anh voi đây. Đây anh khỉ đột. Hay chưa? Đó. Anh này đi du lịch nha. Dín. Wow. Một anh bạn xe ben này. Anh xe ben. Xe ben chở cát, chở đá, chở đất. Đó. Rồi, anh bạn có chở người không? Đó, anh bạn mà xe ben này mà chở người là bị phạt đấy nhá. Không có cho người ngồi thùng xe đâu. Đó. Ở đây là anh bạn gì đây? Anh bạn có cổ dài thế. À, wow. Ui, anh bạn đang lắc. Ê. Ô, cái tay ấy kéo dài ra. Ê, hay chưa các bạn ơi. À. Ô, cái chân nữa này. Ê. Ê. Ôi. Trông đẻo chứ các bạn ơi. Chân dài quá thì nhìn nó không chắc chắn các bạn nhỉ. Rồi, chờ đi chơi nạ. Din. Wow. Ô, có anh bạn gì trong hộp này. Đang nhìn tớ này các bạn này. Anh bạn đang lấp ló ở đây này. À, anh bạn Squid Game này các bạn ơi. Đẹp chưa. Anh này có cái xe hay chưa. Xe này gọi là xe thăng bằng nha các bạn nhé. Xe thăng bằng này. Lắp anh vào đây này. Để mình lắp cho các bạn xem nhé. Ok. Rồi. Wow. Ta. Đẹp. Ui. Mình phải có nền cho anh bạn ấy đứng nha. Đó. Wow, đó, anh bạn di chuyển đấy. Hay chưa. À. Anh bạn ấy có cả nhạc nữa nha, rất là vui chứ. Anh bạn Squid Game có mặt hình tam giác. Hay chưa, anh đội cái nón này trông rất là hề nha. Vin. Wow, hay chưa các bạn ơi. Ô, đây lại một cái hộp gì nữa đây các bạn ơi. Wow. À, mình nhìn thấy một con vật thì có bốn chân các bạn ạ. Con gì có bốn chân đấy. À ha, nó chú khủng long nha. Nè, chú chưa lắp đuôi này các bạn ơi. Đó. Ô, cái hình này như là cái hình của cái anh bạn gì mà hay chôn chôn ấy nhỉ. Ồ, mình không nhớ anh siêu anh hùng này lắm nhỉ. Anh Deadpool nhá. Chú khủng long này của Deadpool à. Wow. Ê, chú ơi, mặt xinh xinh nè. Đây là chú khủng long ăn cỏ nhá. Chú thì thích ăn cỏ thôi, không như chú khủng long T-Rex bạo chúa đâu. Đó. Nè, rất là ngoan nhá, rất là hiền nhá. Anh bạn này ở thời tiền sử nè. Đấy, mình về thời đấy mình cưỡi chú này đi chơi thì hết sảy. Dín. Ok các bạn ơi. Ui, nè. Đây là con xe chở xe các bạn nhá. Đó. Chúng ta cùng bóc ra nào. Ui. Anh bạn này dán rất là chắc nha các bạn nhá. Xe xịn dán rất là chắc nha. Wow. Đó, ra rồi. Wow. Đây anh bạn xe chở xe đang chở một chiếc xe đua này các bạn này. Chở ra trường đua nhá. Win. Rồi. Đua xe này. Win. Đó. Wow. Hình ra các bạn ấy ở đây nè các bạn ơi. Rất là nhiều chú chó cứu hộ nhá. Nè các bạn ơi. Yeah, nhìn đã chưa. Wow. Đó,
chúng ta nhặt mãi không hết, chúng ta sẽ cho vào xe tải nhá. Nè 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 nè, cho vào xe tải chở đi nhá. Để mình đổ vào đây này. Wow, các bạn ơi, nhiều chưa, nhiều chưa. Rồi, xe tải chúng ta di chuyển nào. Cảm ơn các bạn nha. Đi, bye bye.